Vừa qua, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục làm nóng nghị trường với nhiều ý kiến khác nhau. Theo quy định, tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đưa ra hai phương án nhằm giải quyết vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng gia tăng. Phương án 1, người tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực, dự kiến ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã thất nghiệp 12 tháng và có nhu cầu thì được rút bảo hiểm xã hội một lần. Còn người bắt đầu đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần, trừ trường hợp theo quy định. Phương án 2, người lao động được rút bảo hiểm xã hội với mức không quá 50% tổng thời gian đóng, phần còn lại được bảo lưu trong hệ thống để sau này hưởng chế độ. Chính sách áp dụng với lao động đóng bảo hiểm dưới 20 năm mà sau 12 tháng không thuộc diện tham gia, khu vực bắt buộc lẫn tự nguyện muốn rút một lần. Tính đến tháng 4 năm 2024 đã có gần 121.900 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cao nhất từ trước đến nay. Dự báo nếu đà tăng này tiếp tục thì năm 2024 ước có khoảng 1,4 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trước thực trạng này, thảo luận về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng cần có những giải pháp tối ưu để đảm bảo cho hàng triệu người lao động không bị ra khỏi lưới an sinh, không được đảm bảo cuộc sống khi về già. Nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về vấn đề tác động của cải cách tiền lương liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, báo cáo giải trình tiếp thu của Chính phủ về nội dung này cũng chưa thống nhất. Báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho thấy việc chuẩn bị và đánh giá tác động của chính sách này còn nhiều bất cập. Nhiều đại biểu đề nghị cần đánh giá tác động trước khi thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, vì thế nên lùi thời gian thông qua luật sau khi thực hiện cải cách tiền lương. Để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, hạn chế tối đa việc người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, thì dù lựa chọn phương án nào, thông qua luật vào thời điểm nào cũng cần quan tâm đến các đề án hỗ trợ để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được vay vốn tín dụng theo các cơ chế chính sách đặc thù khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động hiểu được lợi ích của việc hưởng lương hưu hàng tháng thay vì lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần.